đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện và chính quyền địa phương. Kính thưa các vị quan khách, bạn bè thân hữu gần xa, đồng chí, đồng nghiệp cùng toàn thể bà con có mặt tại Tạp Tang, thưa gia đình Tam Quyến. Hôm nay, giữa lúc Đảng bộ, quân và dân huyện nhà đang tập trung thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ mục tiêu kinh tế xã hội những tháng cuối năm 2019, thiết thực chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và mừng ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư. Đang trong khí thế ấy, bỗng dưng được tin báo đồng chí Đinh Quang Hưng, sinh năm 1968, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, phó giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Giao Thủy, quê quán xã Xuân Thành, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, thường trú tại tổ dân phố Năm Ma, thị trấn Ngô Đồng, đột ngột lâm bệnh hiểm nghèo. Mặc dù đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, được gia đình hết lòng chăm sóc, song không qua khỏi, đồng chí đã từ trần hồi 16 giờ 30 phút ngày 12 tháng 11 năm 2019, tức ngày 16 tháng 10 năm Kỷ Hợi, tại thế 52 tuổi. Thưa các quý vị, các đồng chí, được tin đồng chí Đinh Quang Hưng từ trần, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện đã thống nhất và quyết định thành lập ban tổ chức lễ tang đồng chí Đinh Quang Hưng gồm 11 đồng chí. Đồng chí Vũ Thanh Tình, huyện ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, làm trưởng ban.